Xin chào mọi người, hôm nay Mỹ Nghệ Việt xin giới thiệu đến các bạn một bộ ấm trà bát tràng vẽ hoa sen cực kỳ tinh xảo nhé. Mẫu ấm được làm theo dáng hoa mẫu đơn, họa tiết hoa sen trắng lá sen xanh được vẽ tay hoàn toàn thủ công. Bạn thấy này, đối với tách trà cũng được vẽ hoa sen trắng, lá sen xanh tương tự như bình trà và cũng được dát vàng kim ở tay cầm rất là tinh xảo. Miệng tách được thiết kế theo kiểu lượn sóng và vòng kim. Đĩa lót tách cũng được làm theo kiểu lượn sóng và viên chỉ vòng kim cực kỳ sang trọng nhé. Bạn nhìn này, lớp men gốm bát tràng rất là dày và bóng. Khi mình sử dụng lâu dài thì sẽ không bị ố vàng như các loại ấm trà thông thường khác và rất là dễ vệ sinh luôn ạ. Ngoài ra trong set trà này còn có thêm hũ đựng trà cực kỳ xinh xắn, cũng được làm tại làng nghề bát tràng nữa nhé. Số lượng bộ ấm trà này bên mình đang có giới hạn, mua nhanh kẻo hết nhé.